Chương trình này được tài trợ bởi nhà hàng Che Việt, tọa lạc tại số 484 Ballarat Road, Sunshine, Victoria 3020. Nhà hàng Che Việt với thực đơn vô cùng phong phú là nơi hội tụ của các gia đình, thích hợp cho các bữa tiệc sinh nhật hoặc chiêu đãi bạn bè. Mọi chi tiết về booking, xin vui lòng liên lạc số 03 9312 0900. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả, trong những tháng vừa qua, việc gia tăng giá nhà tại Úc không những gây quan ngại cho các chuyên gia kinh tế tại Úc mà ngay cả tổ chức OECD cũng lo ngại khi mà thống kê cho thấy giá nhà tại Úc đã tăng 120% trong vòng 20 năm. Ngoài ra thì trong bang giao quốc tế, căng thẳng Úc Trung vẫn tiếp tục là đề tài được tranh luận nhiều nhất, đặc biệt khi mà Bộ ngoại giao Úc vừa xác nhận là chính quyền Canberra sẽ xem xét lại toàn bộ các dự án hợp tác giữa các viện đại học tại Úc và các nước ngoài, kể cả các viện khổng tử của Trung Quốc. Trong khi đó, thì thống kê cho thấy là niềm tin của cư dân Úc và cư dân New Zealand đối với Trung Quốc ngày càng giảm sụt. Và sau đây là phần tin chi tiết của bản tin 10 giờ sáng hôm nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 6 năm 2021. Đầu tiên là tin về thị trường gia cư. Giá nhà tại Úc đã tăng 120% trong 20 năm qua. Trong vòng 20 năm tính đến năm 2020, giá nhà tại Úc đã gia tăng 120%. Xin lưu ý, sự gia tăng này được tính trên giá thực tế sau khi đã trừ đi phần gia tăng do lạm phát. Và với mức độ gia tăng này thì giá cả nhà cửa tại Úc đắt đỏ hàng thứ tư trong số các nền kinh tế tiên tiến của thế giới sau New Zealand, Canada và Thụy Điển. Theo một báo cáo mới công bố của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, thì những quy định ngặt nghèo và các hạn chế về quy hoạch là nguyên nhân chính khiến Australia ghi nhận mức tăng giá nhà nhanh thứ tư trong số các nền kinh tế tiên tiến trên thế giới trong vòng 20 năm qua. Hậu quả là nhà ở đã trở nên quá đắt đỏ, khiến người lao động không có khả năng chi trả, đặc biệt là đối với thành phần có thu nhập thấp. Cũng theo báo cáo này thì các hộ gia đình tại Úc hiện gánh nợ nhiều thứ hai trên thế giới và có lẽ phải mất trung bình 6 năm nữa mới đủ tiền đặt cọc để mua một căn nhà. Theo phân tích từ báo cáo thì một người lao động đã đi làm tại Úc sẽ mất trung bình 16.4 năm thu nhập để có thể sở hữu được một căn nhà diện tích 100 m2. Con số này cao gần gấp đôi so với mức trung bình 10.4 năm thu nhập khả dụng của toàn khối OECD. Bên cạnh đó, do giá nhà tăng và lãi suất thấp nên tỷ lệ nợ thế chấp mua nhà trên tổng sản phẩm quốc nội GDP của Úc hiện đã lên tới hơn 90%, cao tương đối so với các quốc gia tiên tiến khác, đứng thứ hai sau Thụy Sĩ trong bảng xếp hạng của OECD. Ngoài vấn đề lãi suất thấp thì các quy định khắt khe về xây dựng và chính sách hạn chế trong quy hoạch mới là lý do hàng đầu đã khiến nguồn cung nhà ở tại Úc không theo kịp nhu cầu khi mà dân số gia tăng và tỷ lệ nhập cư mạnh mẽ vào thời điểm trước đại dịch COVID-19. Theo nhận xét của OECD, thì nguồn cung bất động sản của Úc đã bị thu hẹp đáng kể do các biện pháp quản lý như quy định hạn chế sử dụng đất và quy hoạch treo ở nhiều thành phố. Cũng theo nhận xét của OECD, thì các khu vực vành đai xanh tại những thành phố lớn nhằm giữ lại đất nông nghiệp hoặc tạo lập không gian xanh cho thành phố và sở thích sống dài rác thay vì tập trung ở các khu nhà có mật độ trung bình và cao tại các khu vực trung tâm cũng đã góp phần đẩy giá nhà của Úc lên cao. Do đó, vấn đề cần giải quyết hiện nay là cần phải linh hoạt hơn trong các quy định và phân vùng sử dụng đất chẳng hạn như giới hạn chiều cao ở các thành phố và tốc độ phê duyệt các quy trình hành chính xây dựng sẽ làm nguồn cung ứng nhà ở đáp ứng tốt hơn với sự gia tăng của nhu cầu. Trước đó, một nghiên cứu khác của ngân hàng chữ kim ABA cũng chỉ ra rằng các hệ thống quy hoạch và phân vùng phức tạp, đặc biệt là New South Wales, đã gây hạn chế đáng kể nguồn cung nhà ở mới và khiến giá nhà của Úc gia tăng liên tục trong nhiều năm nước Úc sẽ xem xét lại hơn 6.000 dự án hợp tác của các trường đại học với nước ngoài. Trong nỗ lực nhằm loại bỏ các dự án hợp tác với nước ngoài đi ngược lại lợi ích quốc gia, Bộ Ngoại giao Úc sẽ đánh giá lại hơn 6.000 dự án mà các trường đại học đã hợp tác với nước ngoài. Danh sách hơn 6.000 dự án của các trường đại học này đã được gửi tới Bộ Ngoại giao để xem xét về sự thống nhất của chúng với chính sách đối ngoại của Úc. Trong đó có hơn 4.000 dự án thuộc nhóm 8 trường đại học hàng đầu của nước Úc, bao gồm cả các dự án về việc thành lập các viện khổng tự tại một số trường đại học. Việc làm này đã được các trường đại học và Bộ Ngoại giao triển khai nhằm thực thi quy định được đề cập trong luật quan hệ đối ngoại đã được Quốc hội thông qua vào cuối năm ngoái 2020. Theo đó, ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 6 sẽ là hạn cuối cùng để các trường đại học gửi đến Bộ Ngoại giao danh sách các dự án hợp tác với nước ngoài. Sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Marine Spy sẽ là người đánh giá các dự án này và sẽ đưa ra quyết định hủy bỏ bất kỳ dự án nào được cho là không phù hợp với lợi ích quốc gia. Trước khi gửi danh sách các dự án hợp tác với nước ngoài đến Bộ Ngoại giao, các nhân viên của Bộ Ngoại giao, các trường đại học, các hội đồng và chính quyền địa phương đã có hơn 100 cuộc họp và cuộc thông báo về việc triển khai luật quan hệ đối ngoại Bộ trưởng Marine Spy khẳng định các trường đại học hiện nay đã có tầm nhìn đầy đủ về hoạt động quốc tế của mình ở các lĩnh vực khác nhau. Điều này sẽ dẫn đến việc cải thiện quá trình quản trị và thẩm định các thỏa thuận mà các trường đã ký với đối tác nước ngoài. Trước đó vào hồi tháng 4 năm 2021, hai văn bản thỏa thuận liên quan đến sáng kiến vành đai con đường mà tiểu bang Victoria đã ký với Trung Quốc là hai trong những thỏa thuận đầu tiên mà Bộ trưởng Marine Spy đã hủy bỏ theo quy định của luật quan hệ đối ngoại. Bà Marine khẳng định các thỏa thuận này không phù hợp với chính sách đối ngoại của Úc Châu hoặc gây bất lợi cho các quan hệ đối ngoại của nước Úc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Úc dĩ nhiên là đã chỉ trích quyết định này và khẳng định quyết định gây tổn hại quan hệ song phương. Ngày càng có nhiều người Úc và New Zealand giảm niềm tin với Trung Quốc Kết quả các cuộc khảo sát tại New Zealand và Úc đã cho thấy ngày càng có nhiều người dân tại các nước này có quan điểm tiêu cực, thậm chí coi Trung Quốc là mối đe dọa Mặc dù không thể hiện quan điểm của toàn bộ người dân, nhưng kết quả khảo sát cho thấy các chính sách của Trung Quốc đối với hai quốc gia này đang có nhiều hạn chế. Ngày hôm qua, Quỹ Asian New Zealand Foundation đã công bố kết quả khảo sát hàng năm cho thấy có đến 35% người dân New Zealand coi Trung Quốc là một mối đe dọa. Kết quả này tăng khá mạnh so với 21% số người có quan điểm này trong cuộc khảo sát tương tự được tiến hành trong năm ngoái. Cuộc khảo sát được thực hiện vào cuối năm 2020, thời điểm New Zealand bắt đầu xem xét kỹ lưỡng hơn mối quan hệ với Trung Quốc, cũng cho thấy đây là lần đầu tiên số lượng người dân nước này coi Trung Quốc là mối đe dọa lớn hơn số người coi Trung Quốc là bạn. Theo ông Jason Yang, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc đương đại thuộc Viện Đại học Victoria của New Zealand, việc người dân nước này thay đổi tình cảm đối với Trung Quốc là không có gì đáng ngạc nhiên khi truyền thông đã đưa ra những lo ngại về hành vi của Trung Quốc. Theo ông Jason Yang, các hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông đã khiến rất nhiều người New Zealand bị sốc. Trong khi đó, một cuộc thăm dò dư luận do Viện quan hệ Úc-Trung Quốc tiến hành tại Úc cũng đã cho thấy 2 phần 3 số người được hỏi thừa nhận có quan điểm tiêu cực hơn đối với Trung Quốc kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu. Theo kết quả cuộc khảo sát, đối với 2.000 người trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua, 72% số người được hỏi ủng hộ việc chính phủ Úc kêu gọi điều tra, làm rõ nguồn gốc của đại dịch COVID-19 và khoảng 2 phần 3 số người tham gia khảo sát cho rằng nước Úc nên có chính sách cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, trong khi 67% người coi Trung Quốc là mối đe dọa về an ninh. Tuy nhiên, những người tham gia khảo sát đồng ý với ý kiến cho rằng nền kinh tế nước này từng được hưởng lợi nhờ quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc và 80% ý kiến cho rằng kinh tế Úc hiện quá phụ thuộc vào Trung Quốc. Vì mối liên hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc, nên gần 2 phần 3 người tham gia khảo sát cũng cho rằng chính phủ Canberra cần nỗ lực để tạo dựng kết nối và mối quan hệ vững chắc với Trung Quốc. Quan hệ chính trị và kinh tế của Úc với Trung Quốc đang ở trong giai đoạn rất căng thẳng kể từ khi Thủ tướng Morrison kêu gọi cộng đồng quốc tế điều tra nguồn gốc dịch COVID-19. Đáp trả cho hành động này của Úc, Trung Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm hạn chế nhập khẩu 13 mặt hàng của Úc và Trung Quốc khiến cho nền kinh tế Úc thiệt hại khoảng 20 tỷ đô la trong năm 2020. Trước thực tế này, một mặt Úc Châu đã kêu gọi các doanh nghiệp giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, mặt khác chính phủ, thủ tướng Scott Morrison cũng đã và đang tìm kiếm các thỏa thuận thương mại tự do và thị trường mới nhằm đa dạng hóa nguồn tiêu thụ cho các sản phẩm nông nghiệp của nước Úc. Trong đó, thỏa thuận khung về hiệp định thương mại tự do mà Úc Châu vừa ký với nước Anh là một trong những động thái nằm trong nỗ lực này. Trùng ngừa COVID-19, vaccine Novavax là gì và bao giờ thì nước Úc sẽ nhận được? Novavax là một trong số những loại vaccine mà chính phủ Úc đã đặt mua 51 triệu liều, nhưng vào thời điểm này thì vaccine Novavax chưa được bất cứ nước nào trên thế giới chuẩn nhận. Tin mới nhất cho biết rằng các cuộc thử nghiệm cho thấy Novavax sẽ có hiệu lực ít nhất là 90% sau khi tiến trình thử nghiệm giai đoạn 3, bao gồm 30.000 người tình nguyện đã kết thúc tại Mỹ và tại Mexico. Những người tình nguyện này đã được chủng ngừa hai lần trong 3 tháng đầu của năm 2021 và sau đó đã được thử nghiệm tại Anh với một kết quả tương tự. Hiện nay, các chi tiết về vaccine Novavax đang được gửi đến các cơ quan kiểm soát dược phẩm, kể cả TGA của Úc, để được cứu xét và chuẩn nhận. Novavax là một công ty của Mỹ đặt trụ sở chính tại tiểu bang Maryland. Công ty này được thành lập vào năm 1987 và đã từng sản xuất vaccine phòng chống dịch bệnh Ebola và bệnh flu và hiện nay đang chú tâm sản xuất vaccine phòng chống virus COVID-19. Trước kia, chính phủ Úc đã đặt mua 40 triệu liều, sau đó số lượng này đã được tăng lên 51 triệu liều vào tháng 12 năm 2020. Dự phóng là vaccine Novavax sẽ có thể được chuyên trở đến Úc trong 3 tháng sau cùng của năm 2021. Vào thời điểm này, thì Novavax dự định sản xuất khoảng 100 triệu liều mỗi tháng tại Mỹ và số lượng này sẽ gia tăng lên mức 150 triệu liều mỗi tháng trong quý 4 của năm 2021. Hiện nay, nước Úc chưa có khả năng sản xuất vaccine Novavax nội địa, nhưng Novavax đang hợp tác với một công ty tại Sydney để phổ biến vaccine Novavax tại Úc và tại New Zealand. Trái với vaccine Pfizer và Moderna, vaccine Novavax không được sản xuất với kỹ thuật mới gọi là mRNA, mà vẫn được sản xuất với phương tiện cổ điển tương tự như phương thức sản xuất vaccine AstraZeneca. Câu hỏi được đặt ra hiện nay là liệu vaccine Novavax có hữu hiệu với các chủng biến thể hay không? Theo các chuyên gia của Novavax, thì vaccine của họ có mức hữu hiệu cao nhất đối với chủng nguyên thủy. Tuy nhiên, vaccine Novavax cũng được coi là hữu hiệu đối với chủng biến thể Alpha của Anh Quốc. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay.